Mua 11 cây đó. Trời ơi, có miếng đá nào đâu. Là cho đó mới cho bao được đá. Cái lấy cái miếng ê, kéo cho nó nặng cho nó xuống luôn. Kéo cái đầu xuống, kéo. Rồi, mày kéo nó xuống luôn hả? Rồi lăn qua máy rồi. Phải có cái mặt bàn. Mặt bàn bự nước luôn, đi qua bàn lên để lên. Nó bị mặt bàn lại. Nhấc đầu nó qua để coi nó làm nó lấy ba lớp đi, đúng rồi, cái ba lớp đó mới ngon. Hello.